Hello, xin chào mọi người. Như mọi người đã biết thì hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp và ai cũng đang cũng có muốn có một cái nhu cầu về tập luyện thể dục thể thao tại nhà. Cá nhân mình thì đã từng đi tập luyện ở các phòng tập gym và trải nghiệm tất cả các sản phẩm và phòng tập. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn review, giới thiệu với mọi người một chiếc máy chạy mang lại cho chúng ta một cái cảm giác tập nhựa phòng gym. Đó chính là chiếc Orenmi RE5 đang đứng ở ngay bên cạnh mình đây. Vậy thì trong video này mình sẽ cùng với các bạn đi trải nghiệm và đánh giá xem chiếc Ori RE5 này có công dụng như thế nào nhé. Nhìn qua thì ta có thể thấy Orenmi RE5 với một kiểu dáng thiết kế rất là đẹp mắt, phù hợp với nội thất của không gian trong ngôi nhà các bạn. Ở đây thì chúng ta có thể thấy có phần thêm phần khung cặp bụng và dung massage, giúp cho chúng ta có thể thư giãn sau khi một khoảng thời gian chúng ta chạy bộ. Và ở trên chiếc Orenmi RE5 này thì được thiết kế với hai màu chủ đạo là màu sáng và màu đen, mang lại một cái cảm giác rất là khỏe khoắn cho máy chạy. Ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều tính năng, thì chúng ta sẽ cùng đi chi tiết vào để xem trên chiếc máy chạy này có những chức năng và tính năng gì nhé. Ở trên bàn điều khiển của Orenmi RE5 sử dụng màn hình LED LCD phủ một tấm BK, hiển thị rõ ràng các thông số ví dụ như là về thời gian này, nhịp tim, lượng calo tiêu thụ, quãng đường chạy và tốc độ. Đó. Và ở trên chiếc máy chạy Orenmi 5 này thì được trang bị bảng điều khiển bằng nút bấm từ phần 1, các chế độ bài tập từ phần 1 đến phần 8 và các độ dốc, hiển thị độ dốc và chế độ nhanh chậm rất là rõ ràng. Và ở đây thì có thể bạn thấy là có quạt gió sẽ giúp cho chúng ta vừa chạy vừa có cảm nhận được giống như chúng ta đang chạy bộ ở ngoài đường vậy, thì sẽ có gió rất là chân thực. Ngoài ra thì ở trên tay cầm của chiếc máy chạy thì có hiển thị hai nút, bên này thì là điều khiển tốc độ và còn ở bên tay trái thì là hiển thị độ dốc, ấn điều chỉnh độ dốc và kèm theo đó là hai cánh bảng để giúp chúng ta đo và hỗ trợ trong quá trình chúng ta luyện tập, thì sẽ đo được nhịp tim và lượng calo chúng ta tiêu thụ. Khung kim loại thì được làm bằng thép chịu lực, mang đến cho cảm giác rất là chắc chắn và bền bỉ. Bên cạnh đó thì ở trên chiếc Orenmi RE5 này thì được sơn một lớp sơn tích điện, sẽ giúp cho chúng ta đỡ bị han rỉ hay là bị oxy hóa. Cá nhân mình thì cảm thấy sẽ mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm là khi mà sử dụng máy một cách rất là an toàn. Ô bàn chạy thì có độ rộng lên tới 52cm và được tích hợp công nghệ giảm chấn rất là hiện đại, có cảm giác rất là êm ái và không hề gây ra tình trạng đau chân khi chúng ta tập luyện. Ở trên chiếc thảm thì được sử dụng loại thảm khá là cao cấp, khả năng chống trơn trượt, giảm tiếng ồn. Thảm chạy này thì được cấu tạo bởi 5 lớp, trên cùng có hoa văn kim cương được làm từ vật liệu chống trơn trượt. Các lớp bên dưới thì giúp tăng độ bền cũng như mang lại cảm giác an toàn cho người sử dụng. Theo như thông số mà nhà sản xuất đưa ra thì trên chiếc bàn chạy này có thể chịu được trọng tải lên tới 120kg. Rất là khỏe đúng không ạ? Ở bàn chạy của Orenmi 5 thì được thiết kế rất là rộng, nhưng mà khi chúng ta nhấc lên thì nó sẽ không tốn nhiều diện tích trong căn phòng của nhà bạn. Nó rất là rộng và ở đây các bạn có thể thấy thì ở trên chiếc Orenmi 5 thì được trang bị thêm vùng bánh xe giúp chúng ta di chuyển dễ dàng hơn. Và khi chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta chỉ việc ấn vào thanh thủy lực ở đây. Đó. Chiếc bàn chạy sẽ từ từ hạ xuống và sẽ rất là an toàn. Theo như mình được biết thì máy chạy Orenmi RE5 này thuộc phân khúc giá tầm trung, nên là được trang bị được rất nhiều các tính năng hiện đại ở trên chiếc máy. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cùng trải nghiệm với mọi người để xem là
những thông số mà nhà sản xuất đưa ra có đúng như những gì mà ở trên chiếc máy chạy này có hay không nhá. Và đánh giá review của mình về chiếc máy chạy bộ Orenmi RE5. Còn các bạn thấy sao? Nếu các bạn thấy có ý kiến gì thắc mắc thì có thể comment ở phần bên dưới để góp ý cho mình thêm nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng biết về một sản phẩm chiếc máy chạy trong mùa dịch này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào.